Ok, xin chào mọi người nha Mình đã quay trở lại với đây yeah. Chào mọi người Và Đầu tiên thì mình vẫn như mọi khi Đó là mình xin nhắc lại một chút thông tin Liên quan đến kỳ thi thử của Dũng Mori Không biết là các bạn đã vào Tham gia các bài thi thử của Dũng Mori à, Được tổ chức hàng tuần và cuối tuần đấy chưa ừ. Rồi thế thì à, mà đây các bạn nhớ nhá kỳ thi thử của Dũng Mô đi là kỳ thi mà luôn luôn thu hút đông người tham gia nhất đấy mọi người ừ. à, và nó được à, diễn ra vào cuối tuần hàng tuần của chúng ta thì đến cái tuần này sẽ là tuần thứ ba nhỉ em nhỉ ừ thì à, tổng cái đợt thi này của chúng ta sẽ có tổng là 5 đợt thi mọi người nhá và mọi người đã, đã tham gia các bài thi đấy chưa tuần trước các bạn thi chưa ừ ok chào Hoa Nguyễn chào Bảo Long nhá rồi ôi học viên chăm chỉ của cô bữa nào tham gia không thiếu một buổi nào nhỉ Ừ, thì cái bài thi thử của chúng ta các bạn nhớ này các bạn có thể xem được bảng xếp hạng ở trên này. Đây đợt đầu tiên mình có thi thử N1 được 177 điểm mọi người ạ. <laughs> và sau khi các bạn thi xong cái năm nay thì um, tính năng của Dũng Mô đi có update thêm một cái rất là hay đó là khi mà các bạn thi xong thì sẽ có một cái biểu đồ như thế này. Mình gọi vui đó là răng mạng nhện đấy mọi người. Bạn nào mà điểm càng cao thì mạng nhện nó sẽ càng đẹp mọi người, cái màu xanh nó sẽ càng đẹp. Nên là các bạn thi xong nhớ vào xem cái phần này để xem làm đánh giá kỹ năng năng lực của mình ra làm sao rồi sẽ có cả phần gọi là gì nhỉ? giáo viên um... Bên Dũng Modi sẽ có thể uh, gửi lại cho các bạn về feedback về bài thi xem là phần nào được, phần nào chưa được đấy nhá yeah. Ok, thì các bạn xem xong, à, thi xong có thể làm lại bài thi này Cũng như là, đây, um, về điểm thi của các bạn ấy Thì bọn mình sẽ để lưu nó lại theo từng đợt như này Lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 Để các bạn xem là mình có thể so sánh cái sự tiến bộ của mình qua mỗi lần thi yeah. Hay rồi, đây và năm đợt thi của chúng ta thì đợt vừa rồi mình đã qua được đợt 1, đợt 2 rồi Đợt tới vẫn còn 3 đợt nữa trước ngày thi mọi người nhé à, Đợt 3, đợt 4, đợt 5 thì đều diễn ra cái cổng thi sẽ mở từ tối thứ sáu đến hết ngày Chủ nhật Tức là à, tạo điều kiện cho các bạn để có thể vào thi à, trong cái khoảng cuối tuần đấy nhá Mọi người nhớ tranh thủ thời gian để vào làm bài thi nhá Ok, xin chào mọi người, chào Thảo Sang nhá Ok, hãy và... Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cô Thanh trong giờ à, livestream Live stream về phần đọc hiểu của N3 N2 thì um, đây sẽ là những cái bài mà thầy cô lọc ra từ những cái đề thi thật thực tế là một này hoặc là những cái đề thi ôn thi uh, rất là hay uh, cập nhật với những cái giáo trình mới nên là uh, với những cái buổi như thế này thì các bạn hãy cùng với cả thầy cô trô sen lại về cái kỹ năng đọc hiểu nhá Ok chúng ta chờ thêm khoảng 30 giây nữa được không để các bạn vào hết thì xong rồi mình sẽ cùng nhau xem thêm nhé bạn nào mà đang xem các bạn thì có thể comment được không ạ Ừ, có mỗi ba bạn comment này buồn ghê đấy. Bạn Hoa này, bạn Long, bạn Thảo này còn đang gần 100 bạn đâu rồi. Ở trên TikTok các bạn lên chưa ạ? À? Mọi người chờ khoảng 30 giây nữa rồi chúng mình sẽ cùng nhau vào với cái bài đọc hiểu ngày hôm nay nhá. Ờ một cái phần đọc hiểu thì thường sẽ là cái phần mà chúng ta rất là ngại để mà xem ở trên livestream nhưng mà hy vọng rằng qua những cái buổi mà livestream với đọc hiểu của mình với các thầy Nghĩa vào thứ ba hàng tuần thì các bạn cũng có thêm một cái cơ hội để chúng ta gì nhỉ? à xem lại cái kỹ năng của mình và bỏ túi thêm nhiều những cái mẹo mà chúng mình bày thêm cho các bạn khi mà làm đọc hiểu nhá. Chào quý tộc này. Ờ quý tộc. Ờ chào em. Rồi. Đấy, các bạn khác mọi người chào nhau thêm nào. Ừ, chào nhau hoặc là bấm bấm like hoặc là share mà cái bài livestream này cho cô được không? Để chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. 30 giây nữa nào, 30 giây nữa nào. Đấy, chào mọi người nha. Ok, chào Tiến Sang. Các bạn comment nhiều với nhá. Chào Tiến Sang. Rồi, hãy Ở đây có ai là N3 không ạ? À? Anh năm nay thi N3 giơ tay cho cô xem nào. Em nào, em giơ tay cho cô xem nào. Đấy. N3 có ai nhỉ? N3 có ai giơ tay cô? ừ chào先生, chào hãy, à, chào Trung Quân, Anh Quốc. Ok. Đấy, rồi chào mọi người nhá. Chào Quỳnh Hana, vào thi N3, vào thi N3 thì giơ tay cho cô xem nào. N3 đâu? N3 đâu? Ok, rồi. Thế thì bây giờ xin mời các bạn N3 vào cùng với cô làm phần câu đầu tiên nhá. Chúng ta sẽ có hai bài đầu tiên là của N3 và sau đó một bài của N2 thì các bạn N2 cũng vào vào làm N3 xem là nó dễ như thế nào nhá. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn khoảng à uh, chừng uh, 3 phút để làm bài này nhá. Chừng 3 phút rồi, 3 phút để làm bài này nhá, xin mời mọi người làm. Nhớ này, bước đầu tiên là đọc câu hỏi, nhìn qua câu trả lời rồi bắt đầu đối chiếu vào trong bài nhá, luôn luôn là ba bước như vậy và đối chiếu theo những cái keyword mà chúng ta vừa mới bắt được nhá. Hãy xin mời mọi người 3 phút làm. Bắt đầu. Ok, rồi, các bạn cho hết đáp án cho mình nhá. Xin mời mọi người gửi đáp án nào. Rồi. À... Ồ, tường là ba này, long là ba, trang là ba, ngọc là ba, vân sằng là ba này, mai ba này, trung quân cũng ba này, quý thanh bùi à? Hà huỳnh thanh quý cũng là ba. Các bạn đều chọn đáp án số 3 hết hả mọi người? Ờ ừ, có phải đáp án số 3 không nhỉ? Ừ, trước tiên mình sẽ nhìn vào cho cô nhá. Bây giờ mình sẽ nhớ cho cô một cái câu chuyện như này này. Đây là một cái bài hỏi về phần gì ạ? Đây là một cái bài mà của phần tham bưng nó hỏi về phần meo đúng không? Là một cái bài mà đưa ra cái dạng là dạng meo. À, một cái thông báo gì đó. Thế thì mình hãy nhớ cho cô này, trong những cái bài về tham bưng mà chúng ta gặp được một cái bài như này thì hãy nhớ rằng đây chính là cái bài gỡ điểm của chúng ta. Bởi vì những cái dạng bài về mail, những cái dạng bài về thông báo thường sẽ là những cái phần mà dễ tìm đáp án nhất thế nên là 100% các bạn làm cái đáp án này phải đúng hết cho cô nhá. Ok. Thế thì với một cái bài mail thì các bạn nhớ này, kể cả là một cái bài mail một cái bài thông báo kiểu gì thì quanh đi quẩn lại nó cũng sẽ luôn luôn là những cái dạng câu hỏi đó là hỏi về phần cả nội dung chính nhất Tức là cái mail này người ta gửi đi để nhằm mục đích gì Được chưa nào Và cái người tập bước mail này thì tóm lại là người ta đọc xong người ta cần phải làm gì Quanh đi quẩn lại nó cũng sẽ chỉ xung quanh những cái dạng câu hỏi như vậy thôi Thì tương tự cái câu này cũng là như vậy nhá Nani nhìn gì te nó business bun Đây là một cái bài văn business một cái bài văn, một cái văn bản trong cái thương mại, trong cái giao dịch thương mại về vấn đề gì, tức là nó hỏi về chủ đề của cái bức mail này đúng không mọi người, đúng chưa? Các bạn nhìn cô dùng cái mực vàng có ok không nhỉ? Mực vàng ok không em? Ok. Đấy. Thế thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Có cái nhìn qua bốn đáp án trước trước khi đọc vào bài nhìn qua bốn đáp án trước cho cô. Đó là gì nhỉ? Đều là nanin nanin ni tsui des Thế bây giờ mình nhìn qua cho cô nhá. Một là nhìn hai là tese né, Ba là nhìn, bốn là gì nhỉ? gì né. Thế mình sẽ nhìn qua như vậy. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn vào trong bài cho cô này. Nhìn vào trong bài cho cô này Rồi, một cái bài mail mà cái mục đích chính của nó Thường nằm trong những cái câu mà đưa ra cái lời gọi là gì nhỉ Các bạn nhìn thấy cái, những cái đuôi câu gì mọi người nhỉ Những cái đuôi câu gì là những cái đuôi câu mà thể hiện sự Kêu gọi, sự yêu cầu, sự hô hào Đối phương phải làm gì Các bạn nhìn cho cô những cái đuôi câu đi đã ờ ừ, mình bỏ qua cái phần bên trên này những cái phần phần gọi là gì nhỉ? Dâu ria chào mời hay cái câu cuối cùng cũng không cần đọc đúng không? Câu nào tín hiệu nào là cái câu mà nó sẽ thể hiện cái điều là cái người viết mail này đang muốn đối phương làm cái gì? Các bạn comment cho cô xem nào. Ừ. Câu nào nhỉ mọi người nhỉ? Đúng rồi, câu nào đây? So để ,ですね. Ờ, ừ, hình như là cô bị mạng chậm hay nào mọi người? Các bạn comment cô không nhìn kịp hay nào ấy ờ từ nào nhỉ cái câu nào sẽ là cái câu mà thể hiện sự kêu gọi đối phương cần phải làm gì mọi người đúng rồi các bạn nhìn thấy nhá ờ, Oshiete ờ trong n 3 chúng ta gặp cái từ này vt itadakemasu deshô là gì hả à, mọi người nó chính là cái deshô nó chỉ là lịch sự hơn của uh, vt itadakemasen ka thế thôi nhá đó là gì đấy ừ nếu mà được thì ờ uh, xin vui lòng đối phương làm gì cho tôi có được không ạ à? à thì tức là đây sẽ là cái câu mà thể hiện cái mục đích cái yêu cầu của người viết với đối phương đúng không? Phiền anh chị là có thể chỉ cho tôi nói cho tôi về Nizhites nhé. Các bạn nhìn ra được đáp án luôn chưa? Đó là gì nhở? Được chưa nào? Vậy thì chúng ta có một cái từ gì đáp án chung với cái này nhỉ mọi người nhỉ? Chính xác, ping pong, ok Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án số 3 nhé mọi người nhé ho ho no kakunin ni Các bạn ơi bạn nào mà N2 có thấy N3 dễ không ạ? Và các bạn của N3 có thấy là gì nhỉ? Như thế này là là trong tầm tay của mình không? Nên là cô mới bảo rằng là những cái câu mà gì nhỉ? Về phần mail, về phần thông báo nó dễ là như vậy đấy. Được chưa? Thì các bạn nhìn thấy nhá Đây là một cái văn bản mà của bên phòng kế toán Bên bộ phận kế toán của bên Sakura Gửi cho bên kế toán của gì nhỉ? Của bên à, gọi là gì à? Toyo À Toyo Snap Toyo Thì cái câu đầu tiên là câu cảm ơn câu chào đúng không? Thì cái câu quan trọng nhất của chúng ta đây ừ. Ờ Sude ni <laughs> okikishita to omoimasu ga Machigai ga ikemasen no de Aratamete Hô hồ mặc dù chúng tôi đã hỏi rồi thế nhưng mà để nhưng mà là vì không có không được có gì nhỉ không được có sai sót thế nên là phiền anh chị một lần nữa là có thể nói cho tôi báo lại cho tôi về cái phương pháp thanh toán được không ạ rồi ok bao nhiêu bạn chọn đáp án đúng giơ tay theo nào ok oshihara ho ho còn lại những cái này nó không có liên quan gì cả mình bỏ qua nhá yeah. Ok, thế các bạn nào mà thắc mắc cái chỗ này không nhỉ? Ừ, đây cũng là Oshirase itadakereba to omoimasu ne Ừ, câu này nó cũng cùng cái ý nghĩa gì nhỉ? Tôi sẽ rất là cảm ơn nếu như mà anh chị có thể thông báo Nhưng mà thông báo cái này là thông báo gì hả à mọi người? Thông báo lại cho chúng tôi về cái Cái Oshiharai hô hồ và đây là cái hạn chót đúng không? Đây là, uh, hãy thông báo cho chúng tôi về cái hạn chót Còn cái mục đích chính nhất thì vẫn là gì nhỉ? Oshiharai hô hồ đấy Được chưa nào? Dễ không mọi người? Dễ không? Like nè, like để chúng ta cùng nhau đi tiếp nè Ừ, đi tiếp nha Đó, thì đấy về cách làm một bài mèo chỉ như vậy thôi Và bây giờ xin mời các bạn làm một bài khó hơn một chút Nếu mà không phải về mail Một bài như thế này Là một cái bài mà hỏi phần gạch chân Và liên quan đến chỉ thị từ như thế này Thì cái kỹ năng chúng ta cần phải tìm đáp án nó nằm ở đâu Thì bây giờ xin mời các bạn cùng nhau làm nhá 3 phút bây giờ là bao nhiêu giờ? 11 đúng không? 10 giờ 11 10 giờ 14 gửi đáp án cho mình nhá Đấy Các bạn ở trên TikTok mà xem mờ quá thì các bạn có thể lên xem trên Face nhá Hoặc là nếu mà muốn xem lại clip thì xem trên kênh YouTube của Dũng Mô Đi cũng được nha Đấy, rồi, đến giờ chưa? Hết giờ chưa nào? Xin mời các bạn cho đáp án nào, còn một phút nữa nha uhm. Quý tộc chắc là hai hả? À, ok, bài này là các bạn đang bị nhầm giữa hai và ba đúng không? Thường cô thấy các bạn có ba là nhiều, còn hai có một vài bạn này Các bạn khác nào, các bạn khác nào rồi, cái bài này sẽ vận dụng được nhiều kỹ năng làm đề hơn nhé Cái bài trước nó dễ quá mọi người ạ à. Bài trước nó dễ quá, cái bài này sẽ là một cái bài nó hơi khó một chút Vậy thì chúng ta sẽ vận dụng được nhiều cái kỹ năng làm đề Thì bây giờ sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện để nói trong cái câu, cái, cái bài đọc này nhá Rồi các bạn chọn đáp án cho mình xem nào Đúng trong 3 phút cho cô chưa? Chưa? Rồi, hết giờ rồi nào, bây giờ các bạn comment cho cô nào Đấy, comment nào Rồi Mình chữa nhá Cô chữa nhá Rồi các bạn nhìn cho cô này các bạn nhìn qua với các bạn N3 ấy, các bạn nhìn qua đây một cái bài đối với các bạn khó hay dễ ạ? Nếu mà nhìn vào văn bản. Nếu mà nhìn vào văn bản thì các bạn sẽ cảm thấy đây một cái bài mà đối với các bạn là khó hay dễ ạ? Rồi. Thường nhá, cô thấy rằng là có nhiều bạn khi mà đi thi N3 ấy, các bạn nhìn vào một bài này các bạn sẽ cảm thấy nó khó ấy. Vì sao không các bạn? Vì các bạn nhìn qua các bạn thấy rất là nhiều những chữ Hán đúng không? Những chữ Hán, những cái từ vựng mà Ôi trời ơi, sợ quá Đúng không? Nhiều chữ Hán qua Xong mà nhìn ghê gớm thế Đúng không? Ừ. Rồi, thế thì các bạn hãy nhớ cho cô này Đừng có lo lắng gì quá Đừng có lo lắng gì cả, nhớ chưa? Bởi vì đối với những cái bài mà đôi khi nó có nhiều chữ hán này Nó chỉ đánh lừa chúng ta về mặt thị giác thôi nhá Còn ngược lại chính những cái bài này Nó lại nó lại dễ cái phần tìm đáp án đấy mọi người ạ à, nhá Thường cái đáp án nó sẽ không bị nằm quá xa cái chỗ mà phần gạch chân đâu Ok? Nên là chỉ nằm ở cái câu chuyện là nếu như mà chúng ta tìm được đúng cái chỗ chúng ta cần đọc rồi Và còn lại chúng ta vận dụng một cái kỹ năng nữa đó là kỹ năng tìm những cái từ, những cái câu mà nó thể hiện cái sự đồng nghĩa tương đồng với cái đáp án mà chúng ta cần ra ấy Thì là sẽ dễ nha thì là sẽ là ok rồi nên là đừng có vì nhìn thế này mà sợ nhá thế nên là bây giờ nếu như mà cô đi thi á cô đặt cái điểm nhìn giống như các bạn Ờ ừ, là một cái người mà chưa cần gọi là gì nhỉ? Đọc hết được tất cả những cái từ vựng những cái chữ Hán như này. Chúng ta bỏ qua cái nỗi sợ đấy. Cô sẽ bắt đầu nhìn cái cách làm bài này giống như một người đi thi nhá. Kể cả không biết từ vựng này. Ừ. Trước tiên việc đầu tiên số 1, đọc câu hỏi lên cho cô trước nhá. Sono yo na shakai to aru ga desu ne. shakai ka. Thì đây là một cái câu mà nó hỏi về phần gạch chân đúng không ạ? Trong cái bài này nó có một cái cụm là sono yo na shakai ne. Cái xã hội như thế thì người ta hỏi là cụ thể cái xã hội như thế là cái xã hội như thế nào được chưa? Mình đọc xong câu hỏi các bạn liếc qua cho cô bốn đáp án. Ừ, ừ, xong đó nhìn qua bốn đáp án rồi các bạn sẽ nhìn qua cho cô những cái từ gọi là từ gọi là keyword của nó đi nhá. Cái gì có phải xã hội cái gì mà ờ ừ, kodomo no kazu o kimerareru ne quyết định số lượng trẻ em này hay là gì nhỉ? Hay là cái sự phân biệt nam nữ nó chưa cái nô tề được Hay câu số 3 gì nhỉ? Ờ ừ, ý kiến của vợ mà gì nhỉ? Cái chữ này không 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 đọc được cũng không sao cả nhưng mà có đoán được không? Ờ ừ, trong cái từ này có một cái từ là sự son cho nhé. Các bạn đã gặp cái son ke Các các kiểu này đúng không? Thì mình đoán là cái gì mà được coi trọng đi nhá. Và cái câu số 4 là gì nhỉ? Cái gì mà người già. À, tức là mình sơ qua bốn đáp án này, ok, tôi đi thi tôi đọc ở ờ, sơ, sơ 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 qua như vậy nhá. Thế sau đó rồi các bạn quay trở lại vào bài đọc để chúng ta tìm bắt đầu tìm cái chỗ mà có thể là cái thông tin mà nó phục vụ cho việc chúng ta lấy cơ sở để chọn đáp án được chưa nào? Thế thì luôn luôn nhớ cho cô như thế này này, cái này mình dặn rất là nhiều trong các lớp luyện đề của cô rồi đúng không? Các bạn nhớ cái, cái bài 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 học đầu tiên là cái gì nhỉ? Với những cái câu hỏi phần cái chân phải đọc cái gì đầu tiên ạ? À? Mọi người đọc cái gì ạ? À? kể cả đi thì các bạn không có nhiều thời gian để đọc hết cả bài nhưng mà phải đọc cái gì đầu tiên chứ mọi người đọc cái gì nhỉ đọc cái gì nhỉ có ai nhớ là cô bảo là đọc cái gì không mọi người cô bảo là phải đọc cái gì đọc cái gì đọc cái gì à mọi người đọc cái gì có ai nhớ bài của cô không nhỉ luôn luôn có một cái mà cô luôn luôn nhắc các bạn đó là đọc cái gì đầu tiên ạ à? xong xử lý xong cái phần đáp án rồi bây giờ đọc cái gì nhỉ đọc cái câu có chứa phần gạch chân đấy để chúng ta bắt đầu đi từ nó ra. Ừ. Thế thì cái câu chứa phần gạch chân đấy nó sẽ nằm từ đây đến đây. Thế thì với một cái câu dài như này thì khả năng rất là cao. Đây sẽ là cái câu mà có thể giúp cho các bạn có được thông tin tìm ra đáp án luôn. Nhá. Ok. Còn nếu như mà Ờ, cái câu đấy mà nó rất là ngắn mà chỉ có bắt đầu từ đây là dấu chấm câu cho chỉ chứa như này thì khả năng cao cái đáp án cái thông tin mà có thể phục vụ cho chúng ta là lấy đáp án đấy thì nó sẽ nằm ở những cái đoạn trước nó thôi mà đặc biệt trong những cái câu mà hỏi về phần chỉ thị từ như thế này nhá thế bây giờ mình đọc cho cô cả cái câu câu văn này lên nhá các bạn đi thi nhá Chúng ta có hay có nghe những cái câu người ta bảo rằng là gì nhỉ? À đi thi N3 đọc hiểu đôi khi không cần đọc hết cả bài chúng ta cũng có thể làm được đáp án đúng đúng không? Ờ ừ, hay là không cần hiểu chúng ta cũng có thể chọn được đáp án đúng Cái đấy là hên xui nhá mọi người nhá Còn ở với đọc hiểu ở Dũng Mô đi phải như thế nào ạ? Tối thiểu các bạn phải có được cái kỹ năng đọc hiểu cái câu quan trọng Được chưa nào? Đấy là cái cái tối thiểu nhất nhá Thì bây giờ các bạn đọc cho cô này Jose no chi <laughs> ga kojo sureba kazoku nai de 子供を産むかどうかということについて女性の発言権が拡大し Kể cả các bạn không biết hết từ vựng, không đọc được lưu loát như cô Nhưng mà liệu nhìn vào câu này các bạn có thể hơi lờ mờ đoán ra ý nghĩa của nó không? Ừ, ờ ừ, gì nhỉ? Cái gì đây? Cái vị trí của người phụ nữ nâng cao này, ok? Các bạn, cô đang bắt trước giống như các bạn đi thi mà không hiểu hết nhá ừ. Vị trí của người phụ nữ nâng cao này, trong gia đình này À, sinh bao nhiêu đứa con đây là cái ngôn ngữ pháp của n bốn rồi thì gì đây nhỉ sinh bao nhiêu đứa con thì bây giờ về cái vấn đề đấy thì cái gì nhỉ cái gì hạt chư gen kèn để đoán được không ừ hạt chư gen kèn là gì nhỉ cái quyền phát ngôn của người phụ nữ nó các cứ đai có thể không biết các cứ đai là gì nhưng mà nó ô cái cửa nào được snap mình hiểu nghĩ nghĩa như vậy ừ cái quyền nói ừ cái cái quyền nói của người phụ nữ nó được nó được gì nhỉ nó được to nó được ra thì thì gì đấy trong cái xã hội như thế cái số lượng Lượng trẻ em nó sẽ bị giảm đi vậy thì mình đã bắt đầu có được cái nền tảng giải thích cho cái cái xã hội đấy là xã hội gì chứ mọi người là cái xã hội mà ở vị trí của người phụ nữ nâng cao là cái quyền phát ngôn của người phụ nữ nó được lớn lên đúng không thế nên là đấy là cái xã hội đấy đấy ok vậy thì chúng ta bắt đầu quay trở lại nhìn cho cô bốn đáp án nhá, nhìn cho bốn đáp án xem là cái đáp án nào mà nó thể hiện cái ý mà chúng ta vừa mới đọc thì mọi người nhỉ. Lúc này bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn vào kỹ câu văn nhá. Câu số 1 đó là xã hội là người phụ nữ được quyết định xem là số lượng đứa con mình sinh ra là bao nhiêu. Có phải là quyết định về số lượng trẻ em sinh ra không? Hay câu số 2 này. là cái xã hội mà sự phân biệt nam nữ nó vẫn còn giữ lại rất là mạnh mẽ. Có phải không nhỉ? Có phải cái xã hội mà khi mà sự phân biệt nam nữ nó vẫn còn rất là mạnh mẽ thì cái nó có tương đồng với cái ý nghĩa của cái câu là gì nhỉ? Câu nói của người phụ nữ, cái quyền phát ngôn của người phụ nữ nó được gì nhỉ? Nó được to ra không? Đúng không? Hay câu số 3 nhá. Ừ mình đọc kỹ này. Trong cái xã hội mà ý kiến của người phụ nữ nó rất là được tôn trọng. Ừ uhm, chuẩn chưa? đúng chưa ạ các bạn thấy nó chung với cái ý nghĩa này chưa vậy thì đây là một cái cách mà người ta đưa ra cái đáp án đúng đó là đưa ra một cái cách nói đồng nghĩa với cái thông tin mà nó ngay gần với cái chỗ mà chúng ta đang cần phải đọc đấy nhá. Yeah. Ok, câu này chính xác, đáp án số 3 là đáp án chính xác ạ. Chúc mừng các bạn đáp án chính xác nhá. Thế còn câu số 4 đưa ra một cái thông tin chả liên quan gì cả đúng không? Trong cái xã hội mà cái việc bảo bảo đảm về cái cái thời cái cái giai đoạn tuổi già nó không được đầy đủ thì đây là một cái cách đưa ra đáp án sai đó là gì nhỉ? Đưa ra một cái thông tin hoàn toàn không được nhắc đến trong bài. Câu số 2, cái cách đưa đáp án sai đây là gì nhỉ? Nó đưa ra một cái thông tin mà nó bị ngược lại với cái nội dung quan trọng mà mình đang cần phải đọc nhá ngược lại hoàn toàn và nó ngược lại nhưng mà nó ngược lại rất là khôn nhá mọi người nhé nó ngược lại nó bằng cách là gì nhỉ nó sử dụng những cái từ mà nó đã gặp lại rất là nhiều ở trên bài đây mục đích là để đánh những bạn nào mà bị yếu bóng vía đấy tức là gì nhỉ đọc ở trên này thấy từ ui rồi danjo né có ở đây thế là Chắc là từ này chăng? Chắc là đáp án này sang Không được bao giờ chọn đáp án kiểu như vậy nhá Thế còn câu số 1, câu số 1 thì nó gài hơi bị ghê nhá mọi người nhá Xã hội là các bạn quyết định là số lượng trẻ con bao nhiêu Còn cái trên này là gì nhỉ? Cái, cái tiếng nói của người phụ nữ xem là có sinh con hay không Chứ không nói cụ thể là sinh bao nhiêu đứa nhá Nên câu này đáp án chính xác đoạn số 3 Ok, rồi, thế thì cô đang muốn nhấn mạnh ở cái điều gì à mọi người? Đó là về cái làm khi mà đi thi đến những cái buổi cuối như thế này rồi thì chúng ta tập trung nhiều hơn về cái kỹ năng làm bài để các bạn cảm thấy rằng là gì nhỉ ừ đọc hiểu nó cũng không đến mức là quá khó thở như thế đúng không? Còn lại nếu như mà các bạn đã có được cái kỹ năng làm đọc hiểu, cái kỹ năng đọc và hiểu tốt ấy, thì cô rất là muốn rằng là nếu như với những cái bạn nào mà tốt mà khá hơn như vậy thì khi mà vào một cái bài đọc như này, trước khi các bạn đọc những cái câu quan trọng nhất thế này, các bạn có thể lia mắt cho cô nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới để xem là đại khái cái bài này nó đang đề cập đến cái vấn đề gì. Nhưng mà mình mình lia mắt để mình nhìn qua để mình hiểu cái đề tài nó đang đề cập đến vấn đề gì thôi chứ không phải là là mình dựa vào đây để mình lấy đáp án luôn nhé mọi người nhá. Ừ, cái việc mà chúng ta chọn đáp án ở đâu thì các bạn sẽ phải nhớ vào cái kỹ năng này này. Đây, ừ, hỏi về chỉ thị từ thường những cái thông tin mà nó ngay gần đấy rất là quan trọng chúng ta tập trung đấy. Nếu mà nó đúng thì nó đúng. Còn nếu mà nó, nó 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 chưa đầy đủ thì chúng ta mới cần phải đi đến những cái câu xa hơn. Được chưa? Ok, cô nói một lèo như vậy các bạn có theo kỳ không ạ? Mọi người các bạn học đọc hiểu Nghe thấy đồn là học đọc hiểu của cô Thanh là các bạn thích lắm Nên là không biết là các bạn ở trên live stream này các bạn có thích không? Bởi vì là thường ở các lớp á Thường ở các lớp mà VIP 500 mình dạy là các bạn mê đọc hiểu lắm luôn á Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau Sau khi mà giảng cho các bạn về cái cách làm khi mà đi thi như vậy Thì bây giờ mình sẽ giảng lại cho các bạn cả một bài như thế này Để dịch để cho các bạn hiểu sâu cái bài văn của chúng ta Nhá, ok Và cũng học từ vựng luôn nha さまざまな差別が人口に関わるライフスタイルに影響を与えるが、特に男女差別は目、えー、直接の影響を与える。ですね。こう、ね、ハイウェイドワン。結構どうでもいいんじゃない gọi là phân biệt đúng không rất là nhiều những cái loại hình phân biệt ấy, thì nó gây ảnh hưởng đến cái phong cách sống liên quan đến gì nhỉ đến dân số ở ừ. và đặc biệt đó là cái sự phân biệt giữa nam với nữ ấy, thì nó sẽ còn gây ra những cái ảnh hưởng mang tính trực tiếp cơ ね、yeah, okay? ぞい、ほんぼ、さまとぅなわで、かばん、じきてよぜ、え、ね。ば、環境と開発に関する世界委員会がまとめた地球の未来を守るためには、Và, 女性の地位の向上が子供の数の減少につながると指摘したが、えー、指摘したがですね、これは大切な指摘であろう。okay? ラジレア、うん、てなおだ、指摘しましたがですね、 ờ à, trong cái này chủ ngữ câu này sẽ là cái này vạ trở về trước trong cái gì ạ à? trong cái cái văn bản là gì đấy nhở chỉ kêu dai mà mốt được thay mình trong cái văn bản có tên là để bảo vệ tương lai của quả địa cầu của chúng ta đúng không và cái văn bản này là cái mà bên gì nhở bên ủy ban thế giới mà liên quan đến vấn đề về môi trường và phát triển đấy họ đã gì nhỉ? họ đã tổng hợp lại thì trong cái văn bản đấy họ đã chỉ ra rằng là chỉ ra rằng là gì nhỉ? Chỉ ra cái gì sẽ là từ đây cho đến đây nhá. Chỉ ra rằng cái gì ạ? Cái việc gia tăng cái việc nâng cao vị thế của người phụ nữ thì nó sẽ dẫn đến cái việc đó là làm giảm số lượng trẻ em. Được chưa nào? Người ta chỉ ra như vậy thì thì gì đây? Anh? Tác giả khẳng định thêm một một cái câu rằng là cái này nó là một cái sự chỉ ra nhá, cái sự chỉ ra đưa ra vô cùng là quan trọng. Cái từ sticky nó mang ý nghĩa là chỉ trích hơi mang tính tiêu cực một chút nhưng mà mình dùng cái từ chỉ ra cho nó, đọc cái câu văn cho nó gì nhỉ, cho nó xuôi nhá. Đấy, thì bây giờ tiếp này. Ừ. À, nếu như cái vị trí của người phụ nữ nó được nâng cao thì thì lúc này cái quyền nhá ở no chi <laughs> ga kojo sureba kazoku nai de kodomo umu ka ka toyu koto ni tsuite josei no hatsugen ken ga kakudai shi ở trên nào ở ờ, nếu như cái vị trí của người phụ nữ mà được nâng cao thì lúc này cái quyền phát ngôn, hạt gen là quyền phát ngôn của người phụ nữ về vấn đề về vấn đề gì ạ? À? về vấn đề đó là gì nhỉ? trong gia đình có sinh em bé hay không thì cái quyền phát ngôn này nó sẽ được gì nhỉ? được mở rộng ra, nó được lớn lên và như vậy thì trong cái xã hội mà như thế thì thì gì đấy cái số lượng trẻ em nó sẽ bị giảm đi. Tức là đây một cái bài mà đưa ra cái góc nhìn của tác giả về cái câu chuyện là à trong cái xã hội ngày nay khi mà người phụ nữ ngày càng được đòi hỏi hơn cái vị trí cái sự cân bằng với nam giới thì nó sẽ gây ra một cái hệ quả đó là làm giảm cái số lượng trẻ em được sinh ra đúng không? Vì chúng tôi có quyền mà, đúng không nào? Đấy, rồi. Ok. Đấy, rồi. Mọi người ok chưa? Mọi người có mệt không? Có mệt không ạ? Có học nữa không? Cả lớp có học nữa không? Học nữa không? Học nữa thì bấm like cho cô cái hôm nào Các bạn vào sau nào, bấm like và share livestream cho cô nhá Ok, đi tiếp nha À, rồi giới thiệu với các bạn, nếu như các bạn chuẩn bị hướng đến kỳ thi JLPT tháng 7 này mà vẫn muốn uh, luyện đề cấp tốc thì có một cái khóa học đó là luyện đề qua online ở trên website, app Dũng Mody nhá. Thì đây nó sẽ dành cho đề N3, N2, N1 để chữa những cái đề quá khứ và đây là mục tiêu của cái khóa học này giúp tăng 20 điểm, 30 điểm trước kỳ thi thật. Nên là các bạn có thể uh, nếu mà quan tâm thì tham khảo với những cái bài chữa kiểu như thế này của chúng mình nhá. Ok và bây giờ chúng ta sẽ vào bài cuối cùng. Bài này sẽ khó hơn một tí xíu nhá khó hơn một tí xíu nên cô sẽ cho các bạn 5 phút nhé xin mời các bạn 5 phút để làm bài này cũng cực kỳ hay và các bạn thấy nhá từ nãy giờ hôm nay cô rất là cài cắm cho các bạn ba cái dạng đề khác nhau bài đầu tiên về mail bài thứ hai là cái quần đời ba nó khó một chút là gì nhờ về phần từ vựng đúng không ừ nhưng mà cái bài này là một cái dạng câu hỏi khác nhé nobete inai <laughs> mono wa cả. nhớ nhá đọc câu hỏi kỹ cho cô nhá ok xin mời các bạn 5 phút để làm đề nhé Ok, mình chữa bài nhá Chữa bài nhá, mọi người nhá Ok, nào vào chữa nào uh... Các bạn để cho cô nhá Cái câu hỏi trước nhá Cái câu hỏi Rồi các bạn chọn đáp án số mấy nè à, uh, 3, 4 đúng không? 3, 4 hả? Ừ, 3, 4, bây giờ nhìn cho cô này Đọc câu hỏi lên trước này, luôn luôn đọc câu hỏi lên trước này ừ, Câu hỏi này bà gì nhỉ? 食べ物に含まれる <laughs> Thì đây là một cái dạng câu hỏi khá là khác với những cái gì mà chúng ta vừa mới đọc đúng không? Thì đây là một cái dạng câu hỏi nó hỏi về với một cái câu gọi là gì nhỉ? Về một cái keyword ở trong bài, một cái từ khóa trong bài là gì nhỉ? 食べ物に含まれる水分の役割 Thì bốn đáp án sau là bốn đáp án mà có một đáp án nó không được nhắc đến trong bài. Thế thì cái kiểu làm của bài này nó sẽ hơi khác một chút so với những cái bài vừa nãy nhỉ? mọi người nhá được chưa nào? Cái kiểu làm chúng ta sẽ nhận diện cho cô này. Nó sẽ có một cái đáp án là không được nhắc đến trong bài, vậy thì ba đáp án còn lại sẽ là ba đáp án đúng. Vậy thì lúc này các bạn sẽ làm theo cái hai thao tác cho cô. Một là các bạn gạch vào trong bài cho cô những cái chỗ nào mà nó đề cập đến cái từ khóa này của chúng ta nhá. Đâu? Nhìn vào trong bài cho cô xem là cái từ khóa nào nó nói đến vai trò của thành phần nước mà được bao gồm chứa trong đồ ăn nào mọi người nhỉ? Nhìn từ trên đồ người cho cô nhá. Rồi. Đâu nhỉ? Đây nói về một phần nước này. Ừ, chỗ nào mà nói về thành phần của nó nhỉ? Ừ. Rồi đây, cái nước này thì nó gì ạ? À? Nó sẽ gì đấy? À, cho vào trong cơ thể, đúng không? Rồi tiếp, suy bừng để sne. Rồi sươi bừng thì làm sao ạ? À, khi mà suy bừng thế nào đó thì cái gì đây? Liên quan đến katachi, như bạn đáp án của chúng ta ở đây, đúng không? Khoanh tròn cho cô những cái từ mà liên quan đến keyword mà mình đang cần phải tìm nhá. Rồi tiếp này, ờ ừ, rồi. Tháp Emononosy bừng thế này đúng không? Và nó còn thế này nữa. Rồi đây, chỗ này cũng đang nói về vai trò của Tháp Emononosy bừng Tiếp tục này, à, có gì không ạ? Cái câu này thì nó không có cái gì mà liên quan đến Yakubadi nhé Còn cái câu cuối cùng của chúng ta này, cái câu mà nó nhắc lại y nguyên cái gì đấy, cái từ khóa mà xuất hiện trong câu hỏi này. 普段、それほど意識しない食べ物の水分が、私たちの体に重要な役割を果たしているのですね。どうしたじゃあ、私たコンタクは、クトのコンタクトは、こコンタクトャのコンンタクトは、トのンタクトは、こタクトは、のコンタク食べ物の味を保つ。 cái vai trò của thành phần nước mà chứa trong đồ ăn nó có cái vai trò, nó có được nhắc đến cái câu chuyện là gì nhỉ? Nó sẽ giữ cái gì ạ? Giữ cái mùi vị, cái hương vị của món ăn đấy không? Thì các bạn nhìn cho cô chỗ nào mà nó nói cái gì nhỉ? Cái cái liên quan đến a gì nhỉ mọi người nhỉ? Các bạn thấy có từ, từ chỗ nào nhỉ? Rồi, đây đúng không? Trong cái câu này đây. Mata ta no suibun và có thể không nhìn được hết cái chữ này nó nghĩa là gì không đọc được hết nhưng mà các bạn nhìn từ chữ hàm đoán ra cho cô nhá ở ừ, cái katachius nhé tham một chữ ok đây cũng thế này ở ừ, ok azius né azi và từ tham một chữ thì đây này cái thành phần nước đấy nó không chỉ làm cái này mà nó còn tốt cho cái việc này nữa vậy thì cái chỗ này này mikakunosiosis né nó chính là cái đáp án này Ok, vậy thì vai trò của nước đấy nó có thể giúp giữ lại cái vị của món ăn đấy. Đáp án số 1 ok không ạ? Đáp án số 1 được nhắc đến trong bài. Nhá. Ok chưa? Đáp án số 2 tương tự cũng là trong cái câu đấy luôn. Các bạn nhìn thấy này. Tha chiếu thà một sự giữ lại cái hình dáng của cái món ăn đấy thì cái câu này đây chính là đây. Nó không chỉ tốt cho việc gì nhỉ? Ờ, ừ, duy trì giữ cái hình dáng, hình thái mà nó còn tốt cho việc duy trì cái vị của món ăn thế cái câu này cũng là được nhắc đến trong bài. Ok? Được chưa? Rồi, thế câu số 3 Đấy, cái kiểu mà kiểu bài mà nó hỏi cái câu là gì nhở? Cái gì mà không được nhanh trong bài thì chúng ta sẽ làm theo cái cách đấy mọi người nhé. Cách mà chúng ta so từ đáp án đi lên được chưa nào, cái câu số 3 này, có phải là cái vai trò của nước mà chứa trong đồ ăn đó là nó sẽ đưa vào trong cơ thể của chúng ta cái thành phần nước của mọi người thế thì các bạn nhìn cho cô là cái chỗ nào mà liên quan đến thay nãy đi được nhỉ đây đúng không đây đúng không rồi stagate tabemono Do -ir -ir câu này nó gắn với cái câu trước theo cái ý rằng là gì nhỉ? Trong đồ ăn thì nó có chứa nhiều thành phần nước và nó giúp đưa vào cơ thể cái thành phần nước đấy. Thế thì đây có cũng là một cái vai trò mà được nhắc đến ở trong bài, được tác giả chỉ ra trong bài. Nên là cái câu này cũng là đáp án đúng nhá. Vậy thì không phải đáp án đúng mà là cái thông tin ở ngay trong bài đúng không vậy thì câu cuối cùng của chúng ta này câu cuối cùng các bạn thấy là gì nhỉ hito no karada no katachi hoji suru đó là nó duy trì giữ cái dáng cái hình dáng cơ thể của con người vậy thì bạn nào mà đọc không chắc cái câu này sẽ rất là dễ bị nhầm cái câu này với cái cái từ bên trên thấy cái từ hoji nhé ừ nó bê nguyên vào đây nhưng mà phải đọc kỹ cho cô nha nó không phải là duy trì cái hình dáng của con người mà nó là duy trì cái hình dáng của cái đồ ăn đấy nhá đây duy trì cái hình dáng của cái đồ ăn đấy chứ không phải của con người nên câu này sẽ sai ở đây nhá sai ở đây thì nó là cái thông tin không được nhắc đến trong bài vậy thì đáp án chính xác của chúng ta đáp án số số 4 nha được chưa nào các bạn làm đúng mấy câu trong bài ngày hôm nay à rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch lại cả bài này để các bạn hiểu rõ hơn cả bài cho cô nhá mọi người con đúng bao nhiêu câu comment cho cô xem nào ok rồi và chúng ta từ đây đúng không? Một cái bộ phận lớn, phần lớn Cái đồ ăn, cái mà chúng ta đưa vào mồm chúng ta ấy Vào miệng chúng ta ấy Thì nó được hình thành mà với cái gì nhỉ? Với cái hàm lượng rất là nhiều nước ở trong đó Chứa rất là nhiều nước ở trong đó Nhớ Do đó mà Do đó thì Stagate mono Tabemono của koto wa Cái việc mà chúng ta ăn đồ ăn đấy thì đồng thời nó Ok, doji ni desu Nó sẽ Nó sẽ giúp đưa vào trong cơ thể của chúng ta Khá là nhiều nước Mizu o kanari tai nai ni tori irete iru wake desu ne Cái wake nó đứng ở cuối câu này Nó mang ý nghĩa là gì nhỉ? Đưa ra một cái kết luận Do đó thì thế nên là Nhớ はい、もし食べ物から水分を取り除いてしまおうと。 Nếu như mà người ta gọi là lấy mất đi đúng không? Loại bỏ đi, thorinozoku là loại bỏ đi Cái thành phần nước từ cái đồ ăn đấy thì bừng hodo", Càng những cái đồ ăn mà nó chứa nhiều thành phần nước đấy Thì thì làm sao nhỉ? Thì những cái đồ ăn đấy nó sẽ càng không thể giữ lại được cái dáng vẻ của nó Cái hình dáng của cái đồ ăn đấy Sono katachi えー、保てなくなります。ね。OK、次はまた、てんぬうて食べ物の水分は、携帯保持だけではなく、その食べ物の味覚の保持にも役立っているわけで、日時がかなり経過して、水分が減少した食べ物がまずくなってしまった経験があるでしょう。ごめんなさい、こ OK。はい。 Vì thế nào đó nên là hẳn là các bạn đã từng có kinh nghiệm thế nào đó đúng không? Câu này là như vậy nhá, cái ý câu nó hơi dài nhưng mà chúng ta tách ra thì chúng ta sẽ ra được cái về như vậy nhá. Hơn nữa thì vì vì lý do rằng là gì nhỉ? cái thành phần nước, tha be mononosei đấy né Thành phần nước nó không chỉ là ở có ích cho cái việc là duy trì cái dáng cái, cái gọi là cái 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 hình dáng mà nó còn có ích cho cái việc là duy trì cái gì nhỉ cái vị của cái món ăn đấy của cái đồ ăn đấy thế nên là hẳn là các bạn đã từng có cái kinh nghiệm có cái trải nghiệm rằng là gì đấy như chiji <laughs> các kanatìke shite khi mà cái thời gian nó trôi qua được một gọi là uh, gọi là thời thời gian nó trôi qua khá lâu thì thì gì nhỉ cái đồ ăn mà nó bị giảm cái thành phần nước ở trong đó nó sẽ trở nên gì nhỉ nó trở nên nó trở nên rất là dở là tệ là không ngon đúng không và các bạn thì nhớ cho cô cái cụm từ này rất là hay này. Nhà yaku nhà cư đóng cái vai trò gì đó nhá. Và những cái thành phần trong đồ ăn cái mà bình thường chúng ta không có để ý đấy thì nó đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng với cái cơ thể của chúng ta như vậy đấy. Nhá. Đó, cái bài này nó nói về cái câu chuyện đó là vai trò của thành phần nước chứa trong đồ ăn hàng ngày thì nó có cái vai trò gì? Một đó là gì nhỉ? Duy trì cái hình dáng, cái uh, cái vị của cái món ăn đấy, của cái đồ ăn đấy, hai nữa là gì nhỉ? Khi mà chúng ta ăn như thế thì nó cũng giúp cho đưa vào cơ thể của chúng ta cái thành phần nước mà cần cho cơ thể nữa. Nhá. Yeah. Ok thì đó là ba cái bài ngày hôm nay mình đã đi cùng với các bạn về những cái dạng đề rất là khác nhau, dạng bài rất khác nhau như vậy. Ok, câu 4 sai ở đây đúng không? Đấy. Mọi người có thích những bài livestream như này không ạ? À? Bài luyện đọc hiểu như này không? Và mọi người thấy chữa xong đọc hiểu mọi người thấy thế nào ạ? À? Ừ đọc hiểu nó có đơn giản hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng không nhỉ? <laughs> ok, à, các bạn nhớ like và chia sẻ buổi livestream này cho mình với nhá Và... Uh... <laughs> à, ok, còn gì không nhỉ? Mọi người cố gắng lên, chúng ta vẫn còn uh, 3 tuần nữa để cùng nhau cố gắng Nên là mọi người cố gắng lên nhá Và uh, uh, cùng livestream với cả mình nhá Và ngày hôm nay tặng các bạn câu rất là hay các bạn đọc câu này được không? Câu này cực kỳ hay nhá. Ichido demo Chúng ta có từ to. Lấy bút khác, màu khác cho nó dễ nhìn nhá. Kuse ni Ok, câu này nghĩa gì mọi người? Ờ khi mà gì nhỉ? Dù bạn chỉ có bỏ cuộc có một lần thôi thì cái lần đó nó sẽ trở thành cái gì nhá trở thành cái cái thói quen của chúng mình mất nhá cái cứ xây là cái thói quen xấu nhá thói quen xấu thế nên là tuyệt đối đừng có bỏ cuộc nhá cố lên nha mọi người nhá Đấy. Ừ, mình rất là thích cái phần này trong mỗi buổi livestream của Dũng Mô đi đúng không? Sau mỗi buổi livestream chúng mình đều dành tặng các bạn một cái câu danh ngôn như thế này thì hy vọng nó cũng là một cách chúng ta vừa học tiếng Nhật mà vừa nhắc nhở nhau mỗi ngày cố gắng để tiến về phía trước nhá. Hãy và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi livestream tiếp theo vẫn là luôn luôn lịch đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu nhá. Hay và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye mọi người cố gắng nhá. Hay mình đã xong. Bye bye.